Xin chào anh em, chúc mừng năm mới anh em. Cũng như là hôm nay công việc tại Trung Auto đã quay trở lại. Và cũng như là nhiều anh em hỏi là tại sao mà mua xe mất rất là nhiều tiền, lại cần thêm tiền để độ thay thế một số những cái món mà hãng đã trang bị. Thì để quay lại phân tích cho anh em luôn. Những chiếc xe khi mà mọi người mua, ví dụ đây là chiếc xe của anh này, thì chiếc xe này là đời trước. Đấy, nó có bi này, nhưng mà bóng ở trong là halogen này, nó hơi tối. Đấy thì nếu muốn sáng hơn thì chúng ta thay bóng led này, hoặc là chúng ta thay cái bi cầu. Đấy thì nó sẽ sáng hơn, hoặc là đơn giản như ở bên dưới này. Đấy. Thì là ở đây là cũng là một cái đôi bóng halogen thôi. Còn nếu anh em muốn sáng thì là anh em cho một đôi bi gầm vào. Đôi bi gầm nó rất là giá trị, nó chiếu trực tiếp xuống dưới đường thì nó sáng. Thì đấy là dành cho những anh em mà đi buổi đêm, ví dụ như hôm Tết vừa rồi anh em đi mà người đối diện mình ấy đèn pha người ta không chịu tắt ấy, thì nếu như anh em có cái pha ngon ấy thì mình đá pha là người ta sẽ xuống. Còn nếu như mà pha của mình yếu ấy thì đá pha chả có tác dụng thì người ta cũng chả việc gì phải xuống. Nên là nhưng có một cái điều ấy là nếu mà anh em để chế độ cốt ấy thì nó chỉ chiếu ngang người thôi, nó không chói người khác. Nên nhiều anh em bảo là đèn sáng này chói người khác, nhưng không đúng. Đèn sáng nhưng mà đi nó chỉ đến ở cái tầm ngang này thôi thì không chói. Còn nếu mà bật pha thì nó mới chói thôi. Đấy thì là lý do tại sao mà mua xe xong lại phải độ thêm đèn là vì thế. Vì là mình đi cao tốc nhiều hay đi đêm nhiều thì là mọi người thường xuyên phải chịu cái người đối diện người ta pha vào mình. Mình sẽ quay vào đây để tư vấn thêm một số cái món cho anh em nhé. Đây là chiếc Mazda 3 này. Thì tùy nhu cầu nhé, tùy nhu cầu của mọi người. Ví dụ chiếc xe này thì anh cái xe này ấy, nó chính xác là khoảng 25, 26 thì bóng vẫn halogen, do vậy là nó hơi tối. Do vậy là anh cũng thay này. Rồi, anh thay cả cái gập gương này này. Cái gương của Mazda ấy, cái bệnh của Mazda ấy là khi mà ví dụ như nó chỉ cần quá ngược lên trên này này là nó sẽ bị hỏng cái motor và cái xương. Đấy, do vậy là cái xương của nó là một xương nhựa. Mình có quay một cái video trước rồi. Thì những cái xương này vào trong hãng thì người ta, nếu như bạn sửa trong hãng thì cái xương đấy trong hãng nó vẫn là xương nhựa, nên nó cũng chỉ đi được một khoảng thời gian thôi là nó lại hỏng. Đấy là bạn thay luôn cái bộ này. Đấy là gập gương. Có một số những xe thì nó lại chưa có cái gập gương này. Có nghĩa là bản đủ thì nó có gập gương điện, còn bản thiếu nó gập gương cơ. Do vậy thì nếu mà mua bản thiếu thì mọi người cũng nên độ cái motor để khi mà mình bấm khóa ấy, gương nó gập lại. Và đây chiếc xe này thì bạn còn lắp gập gương lên xuống kính này. Khá là nhiều món. Có cái giấy nhận xe này không nhỉ anh? Có. Ok. Rồi đây mình sẽ tư vấn tiếp một số cái xe. Ví dụ như đây là cái lý do mà anh nên lắp cái bộ A60 này cho mọi người xem nhá. Đây là bị xước. Xe của anh bị xước. Đây là khi mà lùi vào chuồng. Đấy. Lùi vào chuồng thì có thể là không nhìn thấy được, do vị trí người lái của mình ở cái vị trí này nó khó nhìn. Ở đây thì có thể nhìn được, hoặc là đặc biệt là cái vị trí bên này. Đấy, rất dễ mà bị quệt. Hoặc là nhiều lúc anh em lái chưa tự tin ấy, hoặc là thậm chí là có tự tin đi thì mình cũng chỉ dám đậu cách bờ tường nó khoảng từng này, khoảng cả mét. Đấy, nhưng mà khi mà có cái này thì anh em có thể đậu 10 phân hoặc là 20 phân mà không lo quệt, bởi vì là nó có cái cam ở đây. Đấy, em có thể quay sát lại đây cho anh em này. Đó. Rồi, thì đối với những chiếc xe Hàn Quốc ấy mà đời mới bây giờ ấy, ví dụ như là kể cả là những chiếc xe như là Accent đi, thì đã có áp suất lốp, nhưng mà những cái phiên bản này thì vẫn chưa có, thì anh em có thể lắp thêm. Và cái điều đặc biệt hay của Kia và Hyundai, hay là cao nhất như Toyota hiện tại, thì là vẫn có được hiển thị ở cái màn hình trung tâm của xe ấy. Thì anh em chỉ việc là thay cái van này thôi. Đấy, là chúng ta sẽ được báo áp suất lốp. Ví dụ như đang đi này, chúng ta không biết được là đây là 2,2 cân, 2,4 cân hay là 1,8 cân. Nếu mà đi non thì nó hỏng lốp, mà đi căng quá thì nó sẽ bị bồng bềnh. Đấy, thì nếu mà có thì nó tốt hơn. Tất nhiên là nó sẽ tốn tiền. Đây, quay vào đây cho anh. Thì đây là cái chiếc xe này ấy. Mình đang lắp cái bộ màn và cam 360. Đấy thì cái bộ màn hình ấy, nó có Android ấy, thì ngoài là có tác dụng có thể là xem ca nhạc, thì nó có thêm cái bản đồ để mà cảnh báo tốc độ. Nếu chúng ta đi trên đường ấy, chúng ta sẽ biết được là tốc độ đoạn này bao nhiêu. Nó chính xác gần đến 99%. Nên là anh em đi là gần như không phải lo quá tốc độ nếu như đi ngoại tỉnh. Mình rất là yên tâm. Thêm nữa thì cái hệ thống cam 360 này nó còn ghi cả hành trình 4 hướng.
Nên vì thế mà mọi người vẫn thường lắp cái bộ này. Những cái mã sản phẩm này thì mình sẽ cầm cho mọi người xem nhé. Đó, em cầm cho anh xem cái mặt. Ok. Đây nó có khá là nhiều cái mã sản phẩm khác nhau. Đấy, ví dụ như là đây là mã X5S hoặc X4S thì giá đâu hơn 10 triệu thôi, 13 triệu 8 hoặc là 15 triệu 8 là có cả màn cả gam 360 để giúp cho lái xe an toàn. Rồi lại phân tích tiếp cho anh em một số những dòng xe nữa nhé. Đây là chiếc xe Xpander này. Chiếc xe Xpander này thì cũng là combo đấy. Thì anh chị lái cũng mới và anh muốn là chị lái dễ hơn, bởi vì là nhiều lúc là đàn ông con trai có thể lái xe dễ dàng, nhưng mà chị em phụ nữ thì nhiều lúc là có không có người bên cạnh nên nhiều lúc là cũng mất tự tin. Đấy thì có cái bộ này. Đấy thì nó vừa giúp cho chiếc xe đẹp hơn và vừa có thể là hỗ trợ lái xe rất là tốt. Đây là mã X4S anh em ạ, OLED Pro. Rồi trên chiếc xe này thì có thêm một số thứ nữa. Nhưng mà đây là những chiếc xe hoàn thiện rồi này. Hoặc là quay lên trên chiếc xe. Đây là Honda City. Đấy. Thì anh chỉ cần chiếc màn hình thôi. Đấy là nhu cầu của mình, là mình chỉ cần là giúp cho chiếc xe nó có thêm cái bản đồ này, có thể nghe nhạc xem online. Rồi ok. Còn đây chiếc xe Camry ấy, thì anh lại thích nó đẹp hơn một chút, thì anh có thể là làm thêm cái led nội thất. Đấy, chiếc xe này là bản 2.5Q. Đây, anh sẽ cầm lại đây quay cho anh em xem này. Đấy. Camry từ lúc lên form mới này nó trẻ hơn rất là nhiều, không già như ngày xưa nữa. Đây là led nội thất. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Mình có thể để đây là màu tím rồi các màu khác. Rồi trên chiếc xe này thì anh lắp thêm một số món nữa. Rồi đây. À, chiếc xe này có cúp điện đấy anh em ạ. Bản 2.5Q là bản cao nhất của Camry. Bản này lên đến khoảng 1 tỷ rưỡi, đấy, gần 1 tỷ rưỡi. Đấy, và anh đang chuẩn bị lắp một bộ cúp điện đó. Còn đây là phiên bản mà Santa Fe. Santa Fe phiên bản 2019-2020. Có nghĩa là cái form trước. Đấy, bản máy dầu cao cấp nhất. Thì chiếc xe này mình cũng đang trang bị là bộ màn hình và cam 360. Đấy. Màn hình trên phiên bản là 12.3 inch. Đấy, rất là to luôn. Những cái chiếc xe đời mới bây giờ ấy, gần như đều trang bị là 12.3 inch. Đây là một trong những dòng màn hình mà lớn nhất ở trên xe hiện nay. Nó giống như các dòng xe điện anh em ạ. Đây. Anh em có thể nhìn thấy này. Em giữ không anh? Đấy. Rất là to luôn. Rồi và mình lắp cả cam 360 nữa. Bây giờ là cái trước màn hình này ấy, là nó bốn cái mắt cam nó cắm trực tiếp trong cái trước màn hình luôn. Nên là điều chỉnh nó rất là dễ. Rất là nhanh. Ok, đây có một chiếc Honda City nữa. Rồi ok. Đấy là cái quá trình mà gọi là hôm thứ hai, hôm đầu tiên thì mình không kịp quay lại. Thì đây là cái lúc mà anh em đang lắp đặt thôi. Có thể là trước đấy cũng đã về rồi. Hoặc là sau mấy khoảng một tiếng nữa sẽ có thêm xe. Nhưng hiện tại thì ở đây đang có khoảng tầm 7-8 chiếc xe. Đây đang lắp một số những cái đồ thì tùy vào nhu cầu của anh em. Cái quan trọng nhất là nhu cầu. Ví dụ như bạn đi bán tải thì bạn sẽ cần nắp thùng này. Hay là bạn đi chiếc xe 4 chỗ hay 7 chỗ mà bạn mới lái thì bạn cần đến cam 360. Hay là bạn hay đi đêm, đấy đèn nó tối hoặc là mình già rồi nên là mắt nó kém thì mình cần thêm cái đôi đèn. Nên là cái nhu cầu của mọi người nó rất quan trọng. À, nó đúng theo nhu cầu là tốt nhất. Lắp sản phẩm không nên thừa quá mà cũng không nên là tiết kiệm quá, bởi vì là cái xe có thể gắn bó với mình 3, 4 năm nữa. Không tiếc gì mình phải chịu khó, chịu khổ. Đèn tối như thế vẫn đi trong 3, 4 năm thì nó sáng hơn. Thì thứ nhất là sáng chính cho bản thân mình có thể quan sát được xa hơn. Rồi thì nhiều lúc là người đối diện mà pha vào mắt mình thì mình có thể pha lại, người ta sẽ xuống. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh của Trung Auto. Mình sẽ cập nhật những cái sản phẩm công nghệ ở trên ô tô. Hôm nay quay lại trực tiếp tại xưởng. Rồi, bye bye anh em.